Cảm ơn cha quản nhiệm, cảm ơn cộng đoàn đã cho phép tôi góp phần suy niệm lời Chúa của Chúa Nhật 29 thường niên năm C hôm nay. Anh chị em thân mến, Thánh Luca đã dùng hình ảnh vị quan tòa bất lương và bà quá nghèo muốn đòi lại công bằng để dạy chúng ta về sự kiên trì khi cầu nguyện. Nhưng tin mừng còn gợi lên nhiều suy nghĩ, nhiều thắc mắc mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ. Có phải cầu nguyện dường như đồng nghĩa với cầu xin trong đời sống thường nhật của chúng ta hay không? Chẳng lẽ Chúa nhân hậu xử sự với con cái của Ngài giống như ông quan tòa trong dụ ngôn sao? Và Chúa đã nói rằng hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng nhiều lúc chúng ta cầu xin thật lòng mà không thấy Chúa đối hoài. Dường như tôi nghe anh chị em già trong cộng đoàn chúng ta lúc nào cũng mua vé số xin Chúa cho con trúng đập đất để con giúp cha chiến xây nhà thờ mới, chứ ăn đậu ở nhờ của nhà thờ của Mỹ này hoài thì Chúa Việt Nam dần dà cũng biến mất khỏi tâm trí chúng con. Nhưng có bao giờ chị em xin được đâu? Nhiều lúc chúng ta cầu xin thật lòng mà không thấy Chúa đối hoài. Cha xin mượn một câu chuyện vui để minh họa một thắc mắc nhỏ là tại sao lời cầu xin của chúng ta không vang vọng lên tới Chúa. Sáng sớm, các cụ thường tụ tập quán cà phê để tán gẫu. Cụ A ở cuối đường khen cụ B ở đầu đường. Lúc này hồi xuân, thân hình trước đây béo phì mà hôm nay sao gọn gàng sự thế. Làm cách nào mà cụ giảm cân hay vậy? Thì cụ B trả lời: ông bác sĩ ở đâu ao có cái loại thuốc giảm cân hay lắm. Sau khi uống một viên vào là ngủ ngay, và trong giấc ngủ lại mơ thấy lạc vào vòng lai tiên cảnh, rượt đuổi bắt tiên nữ suốt đêm vui lắm. Cụ B khoái chí, lặng lẽ xin địa chỉ và tìm đến để mua thuốc giảm cân. Ngày đầu tiên sau khi uống thuốc, cụ nằm chờ giấc mơ. Bỗng nhiên cụ mơ thấy một đám mọi cà răng căng tay xuất hiện vượt khắp cụ. Cụ chạy trốn suốt đêm để thoát chết. Tờ mờ sáng, cả nhà luôn quanh giường hỏi xem cụ mơ gì mà la hết như vậy. Cụ như người mất hồn không trả lời, nhưng tâm trí thì cứ thắc mắc tại sao ông A cũng uống thuốc ấy thì thấy tiên, còn mình uống thì thấy người hung hãn. Cụ thử lại nhiều lần và cảnh tượng hãi hùng cứ hiện ra. Cuối cùng thì cụ tìm đến bác sĩ và thắc mắc tại sao. Bác sĩ vui trả lời: ông A mơ thấy tiên khi uống thuốc giảm cân là vì ông mua thuốc ấy bằng tiền mặt, tiền ông dành dụm. Còn ông mơ thấy quỷ là vì ông trả tiền cùng mấy cái kia, tiền của chính phủ. Tiền nào của nấy cụ ơi. Anh chị em cha chỉ mượn một câu chuyện đùa để cho anh chị em tỉnh thức một chút mà tiếp tục suy niệm thôi. Đó là một chuyện đùa nhưng có dụng ý là diễu cợt, ý đồ không thực tâm và lòng người quá tính toán cho tư lợi ngay khi cầu xin với Chúa. Trong khi đó thì Thiên Chúa vẫn âm thầm đổ tràn mọi ơn lành và tình thương cho mọi nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Nào là sức khỏe được an toàn, niềm vui trong gia đình, công ăn việc làm thuận buồm xuôi gió và bình an trong gia đình. Cho dầu lời cầu xin của chúng ta không phù hợp với Thánh Ý Chúa, nhưng Chúa nhân hậu không bao giờ từ chối. Vậy thì chúng ta phải làm gì cho lời cầu xin vang vọng lên tới Chúa như chúng ta vừa thắc mắc? Hãy nhớ lại câu chuyện của Cain và Abel.
Các anh suốt ngày vui chơi, không cần không bận tâm đến việc tế lễ cho gia quê. Đến giờ gặp gỡ Chúa thì các em vội vàng hái những trái hoa bên đường, những hoa quả bên đường cho có lễ vật để tiến dâng Chúa. Còn Abel suốt ngày lặn lội giữa đoàn chiên, lựa cho được con chiên một tuổi, không tì vết béo tốt để tế hiến cho Chúa. Biết bận tâm và chia sẻ con tim của mình trong khi bố thí từ thiện, tiếp tay với Thiên Chúa trang trải tình thương vào thế giới, thì lời cầu xin của chúng ta mới vang vọng đến Chúa. Chúa không giống người phụ, Chúa không giống người phú hộ chờ đợi và ban phát từng lời cầu xin. Kế hoạch của Chúa là tham gia với chúng ta, giúp hoàn thiện mọi kế hoạch, mọi nhu cầu, mọi lời cầu xin khi chúng ta biết biểu dương sự hiện diện của Chúa trong kế hoạch của chúng ta và trong cuộc sống. Mở rộng lòng cho việc nhân nghĩa thì chúng ta sẽ nhận lãnh nhiều, bởi vì cho nhiều thì lại nhận lãnh nhiều. Nhưng nhiều người thì không đồng ý với lời này, mà bảo rằng cuộc sống làm gì có sự công bằng. Nhiều lúc cho đi mà chẳng ai cảm ơn, và nhiều lúc còn mất mát nữa. Đúng vậy, cho đi bằng của dư thừa, lấy của người khác để làm việc nghĩa, lấy của làng làm ơn cho xã là lối sống ích kỷ của chúng ta để gây nên suy bì và ghen ghét. Chắc chắn Chúa cũng không tụng theo. Nhưng anh chị em ơi, cuộc sống này rất diệu kỳ và luôn có những phép màu nếu mọi lời cầu xin nằm trong tay yêu thương của Chúa và tha nhân. Cha phản diện cho tôi đồng tế và cùng dâng lễ với anh chị em hôm nay nhân ngày dỗ dắp 10 năm của Phaolô Trương Ngọc, người thân của quả phụ Maria Nguyễn Thị Thất và các con, người quá cố rất xa lạ với anh chị em. Vậy mà cha và cộng đoàn đã tổ chức kinh nguyện, tham gia mọi cử hành dỗ tỵ để cầu cho Phaolô được siêu thoát. Những lời cầu xin ấy là những nghĩa cử đáng trân trọng từ phía ta quyến dành cho cộng đoàn, nhưng đồng thời là một biểu dương cuộc sống đức tin đầy xác tín của cộng đoàn khi đến với Chúa. Đúng như lời Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, Thiên Chúa thì điều khiển thế giới, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ điều khiển Thiên Chúa. Suốt một tuần qua, bao nhiêu lời cầu xin cho Phaolô đã vang vọng lên tới Chúa. Vì thế cuộc sống đức tin này của cộng đoàn là một phép màu cho gia đình và khách riêng cho Phaolô. Ước gì sự hiện diện và lời cầu xin của cộng đoàn đối với đại gia đình, cảnh tỉnh người còn lại là con cháu, biết sống yêu thương và đoàn kết với nhau, để lời cầu xin cho Phaolô Trương Ngọc được Chúa lắng nghe và nhận lời. Amen.